Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Bank Tycoon. Và trong game này mình sẽ... Ủa sao mới giờ mình được 36 kỳ vậy? What? Thì trong game này mình sẽ xây dựng một cái nhà bằng một cái ngân hàng cực kỳ tối cân luôn. Ở ngân hàng là nơi mà dễ xảy ra những vụ cướp phòng. Thì bây giờ mình sẽ xây dựng là cái ngân hàng này là coi như là được bảo vệ bởi cái vũ khí tối cân. Đó. Ok, nhưng mà trước khi bây giờ là mình phải xây dựng mấy cái gold robber, tụi chú cha có vụ mà ngân hàng mà có vụ làm ra vàng nữa hả? Thiệt tình chứ, trời có vàng nữa kìa. Nani, ủa vàng mà vàng màu xanh là vàng gì? Vàng này hư cấu nè. Thôi, nói chung là mình sẽ mua hết, tại vì mình join hai group của nó. Khi mà người nào mới vô là nó sẽ hiển thị ra cái bảng thông báo á, nó kêu là join hai group đó là nó sẽ cho mình 20 tiền. Đó. Cứ chơi cứ join hết group luôn của nó luôn là cứ được 20 tiền và cứ drop đây. mua full được cái vàng rubber ở dưới này, khá là khỏe. Khá là khỏe, khỏe cực kỳ luôn. Bây giờ là mình sẽ mua cái spare. Mình ồ 4.900 lần ấy, sắp đủ được một cái 4.900 rồi. Sắp đủ được cái tầng trên là tầng 2 rồi. Chứ gì mua được tầng 2 rồi, nhanh thiệt chứ. Qua đi gì vậy pa? Thanh niên nào đây? Thiệt cần chứ, qua đây tính ăn trộm kỳ của tôi à. Đây là nhà băng chứ không phải là cái chỗ gì nha. Thiệt. Đấy. Bây giờ mình đã mua được tầng 2 rồi. Bây giờ mình sẽ để dành đây. Đây là những cái vũ khí của nó nè, Gravity Cone nè. Rainbow Carpet. Mà mấy cái này sao nó rẻ ghê ta? Mình không nghĩ vũ khí mà nó rẻ vậy luôn á. Chắc là mình sẽ mua hết vũ khí đi. Tại mình thấy vũ khí nó rẻ quá mà. Sẵn tiện cầm vũ khí đi chơi luôn cũng được nè. Ôi, trời ơi, sau khi mua hết xong là mình được như thế này đây. Cái Gravity nè. Đậu không, cái Gravity của nó kìa mọi người, thấy quá đáng không chứ. Mình nhảy gì đâu mà không được. Game này thật chất là có code đó nhưng mà mình nhập không được thôi. Nè, rồi vô nè. Em coi chả đã vô đâu cho móc xì gì đâu, buồn thiệt chứ. Ok, và bây giờ là mình sẽ lấy tiền đó mình lên trên 3.000 mấy, không biết có đủ tiền không nữa hay là mình cần bao nhiêu ta, mình quên mất. 3.500, ok, sắp đủ rồi, 3.500, mình có cái 3.700 lận. Đó, bây giờ là cái ngân hàng của mình là đã có được cái hệ thống vũ khí đây. Nhưng mà phải, không phải tự động, phải dùng sức người để đánh. Thì cần, trời ơi, tiền mới rớt dưới đất luôn kìa, trời ơi, vàng chứ, vàng mới rớt dưới đất, uổng ghê không. Thì cần. Mấy cái này thì mình sẽ xây sau nè, tại vì mấy cái này về sau là nó rất là dễ mua. Còn bây giờ thì mua nó hơi phí, hơi mắc một chút. Rồi từ mình mua sau. Tại bây giờ mình ngân hàng là nơi tạo ra tiền mà, đúng không? Đó, nó đang đào vàng nè. Ôi ôi trời, nó tạo ra tiền nữa nè, mấy cái máy này là tạo ra tiền, nó in tiền nè. Những ngân hàng chắc là tiền thiệt rồi, sao tiền giả được. Tiền giả là phá sản luôn ấy. Ok, 4.600, bây giờ mình đang cần tới 4.600. Bây giờ mình đang cần tới 4 mới có 3.700 à. Lâu. Chắc là mình sẽ đi dạo vòng thử ở đây nhà nào cao nhất ta. Wow. Wow, 25 luôn. Wow, ăn trộm tiền được luôn. What? Wow, ăn trộm tiền được luôn. Yeah, hay quá. Trời đất ơi, nhà này ăn hết rồi còn quá gì nữa đâu mà ăn. Hi. Ở nhà này ăn luôn rồi còn gì nữa đâu mà ăn. Có nhà này cao to nè, đó, cao to đen hôi rồi ông đậu phộng, ông chơi ông ăn luôn rồi. Thiệt tình chứ. Sao mà hồi đi ăn trộm tôi lên được 10. quá đáng thiệt chứ. Rồi bây giờ là mình sẽ đi vô thôi, mình sẽ đi mua tiếp, mình sẽ mua full rubber luôn. Đó, chính xác, hay quá, không full nổi luôn. Thiệt tình, mới mua đúng được có 2 cái, nghèo luôn rồi. 9.000 rồi, 10.000 rồi, 10.000 mấy, 10.300. Ok, đủ kiên rồi, yes. Bây giờ mình sẽ quay về thôi. Trời ơi, thanh niên kia mua được cần 3 luôn rồi. Kinh khủng khiếp vậy. Đó mà nó đúng với nó không sai luôn nè ha, còn thiếu một cái căn, một cái rubber 14.000 nữa là mình sẽ đủ tiền. Đó, ok, còn đủ được 3.000 rồi, quen đi ăn trộm tiền được 3.000. Ủa có 2.000 thôi hả? Vậy.
Hany này xây ngân hàng mà hệ thống không 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 đủ mạnh, thấy không? Bữa bay qua có ăn trộm cái một ghê thật. Ủa sao hai chỗ này nó giống nhau nhỉ? Oh man, y chang nhau luôn, không khác gì luôn á. Chỗ này có gì nè? Wow. What the hell? Ê, bay 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 bay. Bay hết à? Ai? Ơi, ơi cái vậy sao bay không được nữa? Rồi xong, đâu không chết luôn, chết luôn. Chết một cái nhầm xì thiệt chứ. À, tiệt tình. Đó này hôm nay nói là John hai đứa định sẽ cho mình mỗi thương mỗi cái 10.000. Ok và lên được chưa đủ tiền nữa. Cái gì vậy ba? Bậy ơi. Đừng có chém bậy nha, chém bậy là chém lại á. Vô đây. Đó. Quất chù. Nhục mặt dữ bay. Thôi bị gái quýnh chết mọi người. Nhục mặt dữ sao nhục. Chạy 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 hả bưởi, trời đất ơi thiệt là chứ bị nhỏ quýnh chết, đau đầu quá, đau đầu thiệt tình luôn, đau lắm luôn. Tôi cạn lời, bó tay thì chứ nghĩ sao. Rồi bây giờ phải để dành lên khoảng 14.000, sau đó mình sẽ mua tường thôi. Mà thật chất ra mua cần cho mày cũng như không, mua cần cho mày nghĩ sao mà mấy cái này nó bán rẻ bèo rẻ như cho ấy. Nó mua cái một nó bay qua nhà có cái một nó làm ăn gì được nữa. Để coi đây, ngoài cái chỗ này ra thì không biết còn chỗ nào không nữa, chắc hết rồi. Ok coi như là bây giờ mình xong rồi phải không, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ xây dựng ở dưới, tại vì mình biết mình mua lên tầng 3 thì mình cũng chả biết mình có cái gì hay không nữa, nhưng mà cái đó từ từ tính đi. À, bây giờ là mình sẽ Pyro Block Upgrader hả? 16.000 lực. Yes. Để coi thử coi upgrader của thanh niên này là cái gì đây. Nhưng mà trước tiên quay đi ăn trộm cái những cái rồi tính tiếp. À, hắn cũng chưa mua luôn. Oh man, cậu cử mua rồi chứ. Ai vậy chưa mua? Đấy được. Trên này có tường nè, có nón nè. Cần ba của nó, nón là phay nè, phay với nón thôi chứ đâu có gì đâu. Finish World nè. Ok. Cũng được. Vậy là chắc là mình sẽ để dành khoảng 16.000 để mà mình mua cái này đi. Thử thôi. Nhưng mà trước tiên 16.000 đó thì mình sẽ bay vòng vòng coi thử có chỗ nào mình có thể xin ké ít tiền coi. Dạo này nghèo quá rồi. Nhà này cũng không ăn trộm được nhiều đó. Thiệt. Ồ, 4.000 mấy lần nè. Trời. Ăn trộm tí thôi chứ. Ôi lên này mười mấy ngàn rồi. Ôi nhà này công nhận lên nhanh quá mà tôi không ăn trộm được. Không ăn trộm được nên thôi quay về. Đi về nhà là chính. Ok, 14.000 rồi mình còn thiếu 2.000 lận. Chắc là bây giờ qua nhà này ăn trộm được rồi nè. Đó, trời ơi, y chang luôn là được 18 ngàn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ mua cái Robux Upgrade. Gold Upgrade nữa hả? Sao nhiều vậy? What? Mình tưởng hết rồi chứ, ai về mua còn qua. Gold Upgrade 26 ngàn nữa. Chà. Game mày vô đây có đi ăn trộm tiền là chính nha. Ok, bây giờ mình sẽ mua Conveyor Room. Đó, một cái room nhìn cho nó khá là giống cái ngân hàng chút coi. Băng floor nè. Wow. Ok, bây giờ là có tiền rồi thì cứ mua thôi. Oh, ôi giời. Easy, cashier nè. Cashier nè. Đó, bọn cho bọn nhân viên đấy. Đây là nhân viên nha, mọi người vô đây là gặp những người này để mà mượn vay tiền hay là gửi tiền tiết kiệm hay cái gì đó chẳng hạn. Mà lạng quạng là nó ra sau lưng nó lấy vũ khí rồi nó quất liền, thấy không? Bởi vì mình phải xây dựng như vậy để mà có bảo mật, bảo vệ tốt nhất. Ơ cái gì vậy? Vãi sao như thanh niên này chết không biết lý do luôn. What the hell? Ok, nâng cấp tường cái rồi kính tiếp. Wow. Only đo 3.000 mấy lần hả? Giờ chưa đủ tiền.
2000 chắc đủ rồi đó, quất luôn nè. Đấy, bây giờ mình đang cần tới 20.000. Ủa sao thanh niên đó chết rồi vậy? Đi vô gì chết không biết nữa, khổ thật chứ. Ngộ ha, giống như mình đi qua nhà này để mà mình kiếm tiền hai nơi vậy đó. Mình giống như mình kiếm tiền hai nơi vậy đó, để lên tiền cho nó nhanh vậy thôi chứ đó. Tại vì mình đang cần mua cái upgrade để mà mình lên tiền cho nó, phải nói là càng nhanh càng tốt. 26.000 lận, tôi mới có 12.000 à, chưa được một nửa nữa. Quá trời ơi, cái gì vậy? Ôi thanh niên này out luôn rồi. No, chỗ của ơi, ơi tiền của tôi. Quái thật. Còn nhà nào nữa ta? Bây giờ mấy cái nhà này, mấy thanh niên này giờ đang xài rồi. Tại mấy nhà này cũng nghèo quá nên không thể nào lấy được. Bây giờ có mỗi cái nhà giàu nhất mà hắn ao luôn rồi, thiệt tình. Nên thôi, tự lực cánh sinh đi, tự lực cánh sinh thôi chứ biết sao giờ. Giờ còn thiếu bao nhiêu nữa, thiếu đúng 10.000 luôn á. Thiếu đúng 10.000 à. Hiện tại bây giờ vũ khí á, ngoài cái vũ khí đó ra là trong đây nó còn một kho vũ khí nữa nè. Ồ, Fusion Blaster. Nên là cái vũ khí bên trong đó cực kỳ mình muốn được. Bây giờ mình đang cái gì vậy? Cái gì? Trời, chết luôn mới ghê chứ, thiệt tình. Đạo phạm thanh niên dám vô nhà người ta mà còn ăn cái này mà còn giết người ta nữa chứ, thiệt tình. Sẵn tiện là thử súng luôn nè. Đó. Súng này là chưa thử nè, có thử lấy cái luôn nè. Bùm. Vô đây. Trời, easy. Bắn cho một nhát ngộ và chết nhát liền. Đùa với kia. Nghĩ sao vậy, đang đi ngồi quay qua thọt mình mấy cái ghê chứ. Đó. Chết đó nha, đừng vô đây nha. Nói không, tôi đi ngang đi vô không được. Ok, 25.000 rồi, mình còn thiếu đúng 1.000 nữa. Hey, hơi bị lâu đây. Ok, 1.000 rồi, 26 luôn. Yes. Yeah, hay quá, cuối cùng mình cũng đã có được cái upgrade cuối cùng của cái bộ kiếm tiền, cái lộn bộ tạo ra vàng tiền cho cái ngân hàng này rồi. Đó, bây giờ là tiền mình sẽ rất là nhanh, rất là khủng đây. Ôi cái nhà này, cái ngân hàng này ngộ ha. Nó thích vô thích ra coi. Kỳ nha. Mình xây cho vui vậy hả trời? Đó, cái xây chi vậy trời? Thiệt tình chứ cái ngân hàng gì mà bảo mật cái gì cùi bắp chuối. Phải nói đúng hơn là được cùi bắp chuối thiệt chứ. Đây, rồi xong đó, thấy chưa? Nó bắt đầu rồi đó. Ok, cái mấy cái bọn này là không được rồi, nó qua nhà mình mà nó ăn trộm tiền tùm lum hết. Ăn trộm tiền tùm lum hết vậy là không được coi. Mình phải xây dựng cái nhà, mình phải xây dựng cái khu của mình nó càng nhanh càng tốt mới được. Mình đi pass new pass nè. New pass này làm ăn được gì? Đậu phộng tốn tiền mà không được cái gì hết trơn, buồn thiệt chứ. 1.000 mấy. Oh wow, bây giờ là mình cần phải ngon vô đây. Miễn đi. Đấy, dám giết tôi hả, thiệt tình. Tôi mở đã cho vô, đã cố gắng nhảy vô là không nói gì rồi còn vô dám giết chủ nhà nữa. Bởi vì mấy người này là phải khử liền, thấy không? Mét nữa chứ trời. Và chơi mét mẹ trời, thiệt tình. Oh man. Wow, ok, đã mua được cái tầng chinh cung rồi. Đó, hiện tại bây giờ nó đang có hai cái Phoenix World và cái Decorate Bunker hả? Bunker hả? Mình đang cần mua hai cái này nè. Ok, và mình cũng đã được 27k rồi. Bây giờ mình sẽ lên trên, mình sẽ mua full tường luôn. Mấy thanh niên kia vẫn có khả năng nhảy vô được nhà mình. Bây giờ mình phải làm sao đó để mà mình không thể nào mà cho mấy người đó vô được nhà của mình. Wow. Trời,
bây giờ nhảy bằng niềm tin này. Tôi xây cái nhà tới mức này rồi thì nhảy bằng niềm tin à, không vô được nữa đâu quý cưng ơi. Trời đất ơi, lên được tới cái nhà này rồi làm sao mà vô được. Yes, yes, yeah, yeah, yeah. Ok, và bây giờ mình sẽ lên, mình sẽ mua full cái bức tường cuối cùng nữa là coi như xong. Đấy, mua cái roof, cũng may là cái roof nó bán rẻ nha, chứ cái roof mà nó bán mắc nữa thôi là mình cũng lạy luôn á. Spam world hả? Sao lắm world thế nhỉ? Mình không nghĩ là nó nhiều world cái mức này luôn. Ooh. Wow, 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 đẹp chưa? Ok, mấy thằng này giờ đâu, đâu mấy thằng này giờ đâu có dám vô nữa đâu. Đấy, bây giờ là mình sẽ đi lên, mình sẽ mua tiếp. Bây giờ tiền nó lên cũng khá là nhanh mà, bây giờ mình chỉ cần đợi một chút xíu thôi là mình sẽ có đủ tiền rồi. Có những thứ cần mua và có những thứ mình không cần mua. Đó, ví dụ như mình phải mua full cái chỗ này thử coi nó sẽ như thế nào đấy. Wow, expand world là cái chỗ nào vậy? Ồ, có thể bay lên được nè, đúng không? Scanny world đó hả? Vai đạn cái gì mà nhiều vậy? Ôi ôi, chưa xong đâu mọi người, còn còn một đống world trên này nữa. What, gì mà nhiều thế? À, 16 hiện tại giờ mình đang cần 8.000 lận nên thôi mình sẽ để dành đủ 8.000 mình lên trên kia mình mua luôn. Thấy không, mình đang cần 8.000 mà. Ok đủ rồi đó, bây giờ mình sẽ đi thôi. Ê chà. Ê. Ủa 8.500 lần hả? What? What the hell? Nhiều thế. Trời ơi, tôi tưởng có nhiêu đây thôi chứ ai dèo nó mua lên với một đống. Trên này là những cái thứ mà nó gọi là hỗ trợ người chơi nè, đó ví dụ như cộng máu, cộng đồ, cộng lưng, cộng đùi vậy đó. Ê, rồi thì ok thì mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này đừng quên bấm cho mình một like, một share và đôi subscribe channel của mình và comment phía dưới nếu như bạn nào thấy thích video này nhé. Bye bye.